Chuyện nhỏ có mẹ là xong ngay. Mẹ chỉ cần vỗ tay con đã vui thế này. Mẹ cho vào nồi nhé, sao cho trọn vị thơm ngon. Cà chua, cà rốt, nào rau ngọt thì thêm vào cả tình yêu thương của mẹ dành cho con mỗi ngày. Vì mẹ mong thơm ngon con khỏe. Hạt nêm Cờ No cho món ăn đậm vị ngọt, trọn vị ngon. Chào đón các quý vị khán giả cùng đến với chương trình Cơm ngon con khỏe với sự đồng hành của nhãn hàng hạt nêm Cờ No. Đến với chương trình này, các mẹ sẽ có cơ hội để hiểu thêm được những khẩu vị trong ăn uống của con, và các mẹ có thể biết thêm được những cái tuyệt chiêu, những cái món ăn ngon mà từ trước tới giờ mình chưa thử trải nghiệm, để cho sau này gia đình của mình sẽ có những món ăn đậm vị ngọt, trọn vị ngon hơn. Trong chương trình luôn có 4 thử thách cho hai gia đình, đó chính là hiểu ý con yêu, dinh dưỡng cho con, thử thách cho mẹ, mẹ nấu ngon chinh phục con, và nếm chấm. Mỗi gia đình sẽ có một chiếc thìa may mắn, và các mẹ có thể sử dụng chiếc thìa may mắn đó ở bất kỳ mỗi vòng thi nào mà các mẹ có thể tự tin nhất là mình chiến thắng, vì chiếc thìa may mắn đó sẽ đem về cho các mẹ là gấp đôi số điểm đang có. Gia đình giành chiến thắng trong chương trình sẽ nhận được số tiền thưởng là 10 triệu đồng của nhãn hàng hạt nêm Cờ No. Bên cạnh đó sẽ là danh hiệu mẹ đảm đang và một chiếc cúp để những người mẹ có thể tự hào về những gì mình đã làm được và chăm sóc gia đình. Trước hết, hãy chào đón gia đình đến từ Thanh Hóa. Trời ơi, đang cái nước sôi nửa bỏng thế này rồi còn điện thoại cái gì ấy nhỉ? Ano, mẹ ơi, con đang đứng ở đường như này. Hôm nay con bận lắm không đi thăm chồng con được đâu. Mẹ đi thăm chồng hộ con chá. Thế nha, con hạ máy đây. Rất vui à? Ôi chết à, muộn giờ rồi. Hôm nay là mình nhớ mình đi thi cái chương trình nấu ăn mà. Mà sao mình còn chưa đón bố con về nữa? Ôi chết rồi, muộn giờ rồi. Ôi trời, không biết là bố con bây giờ là đến chưa? Này, hả? Này, chị đây, chị ở đâu đây? Chị nhảy bổ vào chương trình của chúng tôi. Vội, đi đón con đi. Ôi trời, đây rồi, may quá. Ôi chứ là hai bố con là đi đâu đây, đợi mẹ lâu chưa? Ờ, thì hóa ra chị, thế chị là gia đình đến từ Thanh Hóa để tham dự chương trình Cơm ngon con khỏe đấy hả? Trời. Ôi giời ơi, thế mà chẳng bảo, tôi lại tưởng là cô nào ở đâu lạc vào trường quay. Thế vợ anh tên là gì? Lê Thị Dần. Anh tên là gì ạ? Tôi là Hiếu. À, anh là Hiếu. Thế còn con gái, con tên là gì? Con tên là Vũ Khánh Huyền. À, con tên là Vũ Khánh Huyền à. Ở nhà mẹ Dần có hay diễn kịch cho con xem không? Dạ có. Có à? Thế con có hâm mộ mẹ Dần không? Dạ có. Có à? À, vâng, thưa quý vị, xin được giới thiệu, đây chính là gia đình đến từ Thanh Hóa, gia đình của chị Dần và anh Hiếu. Vẫn thì ở nhà thì một ngày chị nói bao nhiêu từ và anh nói bao nhiêu từ ạ? Nếu như mà chị nói 10 từ thì anh nói khoảng 4 từ là nhiều lắm rồi. 4 từ ạ? Không, tôi nghĩ là không như thế đâu. Tôi nghĩ là chắc chị phải nói 1.000 từ thì may ra anh mới nói 4 từ ạ. Chính xác. Vâng, thế điều mà anh cảm thấy thích nhất ở bà xã mình là gì ạ? Khiếu hài ước. Và điều mà anh muốn bà xã mình sẽ phải khác đi một chút hoặc là có thể tốt hơn là gì ạ? Chị Dần, chị đừng có liếc anh để cho anh dễ nói. Chị Dần ơi, em thấy ảnh ngập ngừng là chị Dần cứ bên đây bắt gặp ánh mắt của chị Dần. Phải nói là Diệu Nhi em quá tinh. Dạ. Anh muốn em làm gì thì anh cứ nói tự nhiên, sợ gì. Em bảo vệ anh yên tâm. Vâng, có em đây rồi. Dạ. Không, thực ra chị chẳng phải bảo vệ anh ý trước ai cả. Anh ấy đang lo là không ai bảo vệ anh ấy trước chị thôi. Dạ đúng rồi. Anh cứ thoải mái lên. Nếu như anh muốn người phụ nữ của mình có thể tốt hơn, có thể vừa ý mình hơn thì đó là điều gì ạ? Tất cả các mọi điều ở như cái cuộc sống thường ngày thì mỗi thứ nó cố gắng lên một tí thì nó sẽ hoàn thiện hơn. Thế bây giờ chú Trung hỏi, con mong muốn gì ở bố mẹ nào? Hạnh phúc. Hạnh phúc và gì nữa? Và bố mẹ? Nắm tay. À rồi, và một tràng pháo tay cho gia đình của chị Dần, anh Hiếu và cháu Huyền. Và bây giờ là lúc chúng ta sẽ cùng làm quen với gia đình thứ hai đến từ Bình Dương. Và thật đặc biệt khi người cha trong gia đình này lại là một diễn viên hài, đó chính là diễn viên hài Tam Thanh. Nào, hãy cùng làm quen với gia đình đến từ Bình Dương. Về rồi chứ, ba về á
dẫn mình đi thi chương trình Cơm Ngon Con Khỏe. Cái này là nghi rồi nha. Nghi gì vậy con? Mẹ ơi, con nghi ba đi nhậu, con ba chạy xe đường xa ba té. Trời ơi, con gái thương ba quá ha. Sợ dạ. Ba đi nhậu rồi đi đường xa té rồi ba gây tai nạn giao thông đúng không? Dạ đúng. Nhà của mình nè ta. Nhà của tôi sao nay đẹp dữ vậy ta? Không biết phải nhà của tôi không à? Nhà này nhà của ba chứ nhà của ai? Trời, nhà tôi đâu mà có đứa nít nào vô đây nói chuyện gì? Con này che ri này nhậu xỉn này không nhìn ra người ta luôn hả? Phải không? Phải che ri không? Dạ phải. Để nựng miếng coi. Rồi. Ủa sao nhậu không nghe mùi bia mùi rượu vậy ta? Cái này là nghi rồi nha. Nghi gì? Ba gạt con đúng không? Chính xác. Sao mà con biết ba gạt con hay quá vậy? Dạ tại vì ba thương con vì con giống mẹ. Mẹ thương con vì con giống ba. Cả nhà ta cùng thương yêu nhau. Xa lời nhớ gần nhau là cười. Hay quá, hay quá. Em xin chào anh chị. Dạ. Con ơi, con tên Cherry hả? Dạ. Nhưng mà con thích ăn cherry hay sao? Ai đặt cho con cái tên này? Dạ, mẹ. À, là do con có thích ăn cherry không? Dạ, thích. Con có thể giới thiệu là tên thiệt của con là gì, xong rồi giới thiệu ba với mẹ cho quý vị khán giả có thể biết được không? Dạ, ở trên lớp con tên là Lý Thanh Tuyền, ba con tên là Tam Thanh. Mẹ con tên là? Ngọc Phú. Thế còn em con? Messi. Messi ở đâu? Ở trong bụng. Trong bụng của ai? Của mẹ. Của con mẹ. Bụng của ba con. Không có gì hết. Đúng là giỏ nhà ai qua nhà đấy. Các cụ nói không sai chút nào, nhưng con gái là có năng khiếu diễn đấy. Và nếu như mà thực sự yêu thích và đam mê thì tương lai khả năng con sẽ là một bạn diễn của ba mẹ đấy. Thế nếu như mà ở nhà ấy, ba hoặc mẹ vắng nhà thì con có buồn không? Dạ vâng. Khi con buồn con làm gì? À, không biết làm gì luôn. Con không biết làm gì. Thì lúc đó con có mong ba mẹ về nhanh với mình không? Dạ muốn. Muốn à? Và khi ba mẹ về với con thì điều con muốn nhất là gì? Ôm hôn. Ôm hôn luôn à? Quá tình cảm và dễ thương. Và trước hết chúng ta hãy cùng làm quen với một thành phần vô cùng quan trọng trong chương trình, đó chính là những vị giám khảo của chúng ta. Đầu tiên xin được giới thiệu vị giám khảo, Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Lê Bạch Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Và tiếp theo là anh Trần Thanh Huy, giảng viên trường du lịch và khách sạn Sài Gòn Tourist. À, anh quên chưa hỏi em, dạ. Chủ đề chương trình hôm nay là gì nhỉ? Chủ đề ngày hôm nay của mình là một cái vấn đề mà em rất là quan tâm, đó là những món ăn tốt cho tiêu hóa. Em rất quan tâm. Cũng đúng, anh trông em là hơi gầy, hơi ốm. Mà khả năng cô này là hay ăn uống lung tung lắm. Thích gì ăn đó, đúng không? Dạ đúng rồi. Biết ngay. Thế có là hóa ra chương trình ngày hôm nay không chỉ tốt cho những người nội trợ, tốt cho những bà mẹ, tốt cho những đứa con, mà còn tốt cho cả người dẫn chương trình. Đó chính là Diệu Nhi của chúng ta. Vậy thì bây giờ sẽ là phần thi đầu tiên dành cho hai gia đình có tên gọi Hiểu Ý, Có Điệu. Hiểu Ý, Con Yêu. Trong vòng thi Hiểu Ý Con Yêu, mỗi gia đình trả lời 5 câu hỏi về sở thích và thói quen ăn uống của bé. Bé được chọn bố hoặc mẹ trả lời. Thang điểm tăng dần qua từng câu hỏi. Gia đình nào ghi được nhiều điểm hơn sẽ có cơ hội dành cho bé những món quà hấp dẫn. Chúng ta cùng đến với phần thi đầu tiên với tên gọi Hiểu Ý Con Yêu. Ngay từ vòng thi này là hai gia đình mình cũng đã có thể đặt chiếc thì may mắn nha, là để nhân đôi số điểm của mình. Cho nên là bố anh chị cứ suy nghĩ thật là kỹ xem câu hỏi nào mình nên đặt chiếc thìa may mắn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 1 dành cho các gia đình. Trước hết sẽ là gia đình của anh Hiếu, chị Dần và cháu Huyền. Câu hỏi: con thích ăn loại cá nào? Cá thu, cá điêu hồng, cá lóc, cá ba sa. Bé Huyền ơi, bây giờ con lựa chọn là ba hay là mẹ sẽ cùng con trả lời câu hỏi này? Con chọn mẹ. À, chào mẹ. Con chỉ cho chú xem có thích ăn cá nào. Mời chị Dân lựa chọn đáp án. Con thích ăn cá ba sa. Và mẹ trả lời rằng con cũng thích ăn cá ba sa. Xin được chúc mừng. Yeah. Bây giờ
đến lượt Cherry. Hãy cùng xem Cherry chọn thế nào đây. Mời câu hỏi. Con thích ăn món gỏi từ trái cây nào sau đây? Gỏi bưởi, gỏi xoài, gỏi trái cóc, gỏi mít. Con lựa chọn ba hay là mẹ nè? Chọn mẹ. Con chị. Em mời chị. Chính xác, đó chính là gỏi bưởi. Yeah. Bây giờ là câu hỏi số 2. Con thích ăn rau củ màu tím nào? Cà tím, bắp cải tím, hành tím và củ dền. Bây giờ con chọn bố hay là mẹ nè? Bố. Con chọn. Bố đã chọn. Không trùng khớp ý kiến của bé. Con thì thích ăn hành tím, nhưng mà bố lại nghĩ rằng con thích ăn cà tím. Cùng là tím, thế nhưng mà lại không được điểm. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ hai của gia đình Cherry. Câu hỏi đó là: trong các loại rau củ màu trắng giàu chất xơ, con thích ăn loại nào? Nấm, bắp cải, cải thảo, bông cải trắng. Cherry, con muốn ai trả lời câu hỏi chung với con? Mẹ. Và con sẽ chọn. Mẹ đã chọn đáp án. Bé chọn cải thảo và mẹ cũng chọn cải thảo. Yeah. 100 điểm nữa đã thuộc về gia đình nhà Cherry, đập tay. Yeah. Và bạn Huyền cố lên, vẫn còn nhiều câu hỏi lắm. Bây giờ là câu hỏi số 3. Con yêu mẹ nhất vì điều gì? Vì mẹ nấu ăn ngon, vì mẹ hay làm con vui, vì mẹ yêu bố, vì mẹ luôn hiểu con. Con chọn ai? Ba hay là mẹ nè? Con chọn mẹ. Con chọn. Mẹ đã chọn đáp án. Chú hỏi bạn Huyền, con yêu mẹ bởi vì sao? Nấu ăn ngon. Vì mẹ nấu ăn ngon. Rồi, con yêu mẹ vì mẹ nấu ăn ngon, nhưng mà con lại chọn đáp án khác đấy ạ. Con yêu mẹ vì mẹ nấu ăn ngon, nhưng con lại chọn con yêu mẹ vì mẹ luôn hiểu con. À, thế thì lại chính xác là cả đáp án của chị Dân rồi. Ôi trời ơi, giỏi quá. Con gái của chú, người ta gọi là nghĩ một đằng chọn một nẻo, nhưng mà đúng luôn. Câu hỏi số 3 dành cho Cherry. Trong các món ăn sau đây, con không thích món ăn nào? Phở, cháo, cơm, miến. Con chọn ba hay mẹ trả lời với con nè? Ba. Tại sao lần này con lại chọn ba? Đây ba thường đút con ăn sáng. Đút cho con ăn sáng? Ngày nào ba cũng đút hết á. Ngày nào cũng đút hết luôn. Thế buổi sáng con thường ăn gì? Con ăn bánh canh và gân. Thế ngoài cái món đấy ra còn món gì nữa không? Không cần ăn gì hết. Sáng nào cũng ăn bánh canh giò gân? Dạ. Không chán à? Không. Không chán? Ôi dồi ôi. Con chọn. Rồi, và đáp án của bố đó là bé Cherry chọn miến và ba cũng đã chọn miến rồi. Yeah! 150 điểm nữa đã thuộc về gia đình nhà Cherry. Bây giờ là câu hỏi số 4 dành cho bạn Huyền. Trong các loại trái cây có vị chua giúp kích thích tiêu hóa, con thích ăn loại nào? Dứa, cam, bưởi, xoài. Con ơi, con muốn bố hay mẹ trả lời chung với con nè. Mẹ. Con chọn. Mẹ đã chọn đáp án. Con thích ăn cam. Mẹ cũng đã chọn cam. Chúc mừng. Yeah. Bây giờ đến lượt Cherry. Câu hỏi số 4. Con thích ăn nguyên liệu có vị chua nào? Dưa chua, cà chua, mè, chanh. Cherry ơi, con chọn ba hay là mẹ nè? Chọn mẹ. Con chọn. Em mời chị. Và con đã chọn cà chua. Xin chúc mừng gia đình anh chị, chính xác rồi. Yeah. Bây giờ sẽ là câu hỏi cuối cùng dành cho bạn Huyền. Con thích ăn cá kho kèm với các loại gia vị nào sau đây? Gừng, nghệ, sả, hành lá. Huyền ơi, con sẽ chọn ba hay là mẹ trả lời chung với con? Con chọn bố. Con sẽ chọn. Và câu trả lời của bố Hiếu đó là con thì chọn xả và bố thì đã chọn là nghệ.
Bây giờ hãy cùng xem Cherry là thế nào đây. Câu hỏi số 5, con sẽ chọn ăn loại khoai nào để dễ tiêu hóa hơn? Khoai lang, khoai tây, khoai môn, khoai mỡ? Cherry, con chọn 3 hay là mẹ trả lời với con nè? Dạ 3. Con chọn. Và ba đã chọn đáp án. Con thì thích ăn khoai mỡ. Dạ. Thì ba cũng chọn khoai mỡ rồi. Như vậy là chúng ta đã kết thúc phần thi hiểu ý con yêu. Rồi, hai bạn ra kia để chờ cô Diệu Nhi mang quà nào. Đây, quà tới rồi đây. Đó. Trời ơi, chơi robot luôn quý chị. Thưa quý vị, phần thi đầu tiên đã kết thúc và số điểm của gia đình Cherry, anh Thanh và vợ của mình đang có 750 điểm. Còn gia đình của cháu Huyền, anh Hiếu, chị Dân đang có 400 điểm. Chúng ta cùng đến ngay với phần thi thứ hai có tên gọi Dinh dưỡng cho con, thử thách cho mẹ. Dinh dưỡng cho con, thử thách cho mẹ. Trong 10 loại nguyên liệu do chương trình đưa ra, bé chọn và mô tả 5 nguyên liệu yêu thích để bố nhanh tay lấy từ kho nguyên liệu để giành lấy 300 điểm. Sau đó, mẹ phải vượt qua thử thách phân loại 5 nguyên liệu này theo các nhóm dinh dưỡng. Với mỗi nguyên liệu phân loại đúng, mẹ sẽ ghi được 100 điểm cho gia đình. Và bây giờ chúng ta cùng nhau bước đến vòng 2 dinh dưỡng cho con, thử thách cho mẹ. Và em không biết là vòng này thì anh chị có muốn đặt chiếc thiệp may mắn không ạ? Đặt luôn hả? Đặt luôn. Có đặt không ạ? Đặt đi em. Thôi đặt đi, theo lời ông xã. Đặt thìa may mắn, một tràng pháo tay. Yeah. Anh rất tự tin vì hồi nãy anh có nói là anh hay đi chợ mua đồ ăn cho bé đó không anh? Nhưng mà ngoài cái khoai mỡ ra còn mua gì nữa không anh? Nói chung là tùm lum hết. À. Những món đồ nêm, đồ này kia có cái cũng chỉ cho nó. Và Cherry con đã sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Con hỏi bố mẹ con đã sẵn sàng chưa đi? Mẹ ơi, mẹ đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Ba ơi, ba đã sẵn sàng chưa? Rất sẵn sàng. Vậy thì thời gian dành cho gia đình của Cherry bắt đầu. Ba ơi, cái gì nó kêu ập ập? Cái con gì nó kêu ập ập ập? Ập ập. Ập ập ập. Đúng rồi. Tiếp tiếp lẹ lên con. Ba ơi, cái con gì nó bơi dưới nước mà nó màu đen? À, biết rồi, cá đúng không con? Dạ đúng. Ba ơi, cái củ gì mà giống củ nghệ á? À, ba biết rồi, là củ gừng. Đây, 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 đây. Ba ơi, cái củ gì mà nó giống củ rừng á? Rồi, là củ nghệ. Rồi. Ba ơi, cái gì mà cái rau gì mà nó màu xanh á? Rau màu xanh. Rau này đúng không? Rau này hả con? Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Xin chúc mừng gia đình của bé Cherry vừa hoàn thành xong thử thách. Và bây giờ chúng ta xin được mời hai vị ban giám khảo của chương trình để xem là mẹ của bé Cherry có sắp xếp đúng không nha. Vâng, qua lựa chọn của gia đình anh Thanh, chị Tú và bé Cherry thì chúng ta thấy là ở đây gia đình đã lựa chọn 5 loại thực phẩm khác nhau, cá lóc này và thịt ba dọi. Thì ở đây gia đình đã lựa chọn rất là đúng hai thực phẩm ở trong nhóm chất đạm. Hai thực phẩm này ở trong cái phần của cá cũng như là ở trong phần nạc của thịt thì đều chứa một cái thành phần nữa ở đây, mà tuy nhiên là nó cũng chưa phải là nổi trội hẳn, đó là chứa cả chất kẽm nữa. Thì khoáng kẽm là một cái chất khoáng rất là cần thiết cho cái quá trình đảm bảo cho cơ thể chúng ta tăng cường miễn dịch, đảm bảo cho cháu ăn ngon, giúp cho cái quá trình tiêu hóa của trẻ được tốt hơn. Thực phẩm là rau mùi thì anh chị có chị Phú có xếp vào nhóm chất xơ. Thì rau mùi là một loại rau gia vị chứa những cái chất mà nó kích thích cơ thể chúng ta tiết ra dịch tiêu hóa, cho nên là cái rau gia vị này, rau mùi này sẽ được xếp vào nhóm men tiêu hóa thì sẽ hợp lý hơn.
Còn anh chị xếp vào chất xơ, nó cũng có khía cạnh đúng của nó. Bởi vì là trong rau mùi thì cũng có cái chất xơ, nhưng mà thực tế chúng ta ăn rau mùi hàng ngày nó như là một loại rau gia vị, nó không có được sử dụng với một số lượng lớn, cho nên nó không phải là nguồn chất xơ cung cấp cho cơ thể hàng ngày. Cho nên là anh chị sẽ đổi nó sang bên nhóm men tiêu hóa, và lần sau mình đi chợ thì mình sẽ chọn thêm những cái thực phẩm giàu chất xơ nữa để cho chúng ta có thể hấp thu được các cái thức ăn tốt hơn, cũng như là ít bị táo bón hơn ạ. Như vậy là với việc có 5 nguyên liệu và chỉ xếp đúng 4 nguyên liệu nhưng là đặt chiếc thìa may mắn. Trước hết thì gia đình của Cherry không được nhân đôi số điểm và lại còn bị chia đôi số điểm, có nghĩa là 400 chia đôi còn 200. Nếu như gia đình nhà Cherry hoàn thành xong phần thi của mình sớm hơn và nhanh hơn so với gia đình số 2 thì sẽ có thêm được 300 điểm nữa. Vì vậy chúng ta sẽ phải chờ đợi phần thi tiếp theo. Chị Dân ơi, cho em hỏi ý kiến của chị là chị có muốn đặt chiếc thìa giống như là gia đình của bé Cherry hồi nãy không chị? Để vòng sau này. Anh nói là không đặt và để dành cho vòng sau. Thôi không đặt nè. Vâng, như vậy là gia đình của cháu Huyền, chị Dân và anh Hiếu sẽ không đặt chiếc thìa may mắn. Và bây giờ là thời gian dành cho gia đình của cháu Huyền. Bắt đầu. Bố ơi. Ơi. Con gì mà nó sống ở dưới nước nó nhảy lên nhảy xuống. Đây đây đây. Đây 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 đây. Đúng rồi. Cú gì mà nó giống cái em bé. Tên em bé. Tên em bé. Vào đây. Đúng. Rau gì mà ăn với trứng vịt lộn? Rau ăn với trứng vịt lộn à? Rau đây à? Rau răm, rau răm. Đúng rồi. Quả gì mà chua chua? Chua chua. Chua chua. Nấu canh. Quả cà chua. Quả chanh. Không phải. Không phải, thế quả gì? Sao được với thịt bò? Sao với thịt bò á? Sao được với lòng lợn nữa? Sao với lòng lợn, sao với thịt bò, quả gì nhỉ? Màu vàng. Dưa muối đây. Đúng rồi. Quả gì mà mẹ có thì mới có con. Ê, quả bầu. Đúng rồi. Như vậy là gia đình của bé Huyền cũng đã hoàn thành xong. Nhưng hãy cùng xem liệu mẹ của bé Huyền đã xếp đủ 5 nguyên liệu và đúng 5 nguyên liệu vào các ô hay chưa. Xin mời hai vị giám khảo của chúng ta. Anh chị và cháu thì đã chia vào các cái nhóm chất dinh dưỡng khác nhau từ các cái loại thực phẩm như vậy. Thì đối với nhóm chất đạm thì tôm đúng thực sự là một cái thực phẩm rất là giàu chất đạm, rất là tốt. Dưa chua đặt vào cái nhóm men tiêu hóa. Thì bên cạnh cái việc cung cấp chất xơ thì dưa cũng có thể trong các thực phẩm anh chị đã lựa chọn thì cũng xếp vào nhóm men tiêu hóa là hợp lý nhất. Su su và bầu này thì cũng là nhóm mà cung cấp các vitamin và khoáng chất. Trong đó thì cũng có vitamin C. Và tuy nhiên bên cạnh cung cấp vitamin C còn cung cấp cái chất xơ nữa, sẽ giúp cho cái bữa ăn của chúng ta được hấp thu thức ăn nó một cách từ từ hơn. Anh chị xếp hai thực phẩm này vào nhóm vitamin C thì cũng là hợp lý, là đúng ạ. Và đối với cái rau răm, với một cái lượng rau răm chúng ta ăn rất ít hàng ngày thì nó chưa thể thuộc vào nhóm cung cấp chất xơ, mà anh chị có thể xếp cái rau răm này vào cái nhóm có thể là cung cấp thêm các cái vitamin hoặc là cung cấp cái men tiêu hóa. Tuy rằng trong rau răm có chứa chất xơ nhưng với một cái lượng thực phẩm thấp như vậy thì nó chưa đủ để cho chúng ta đáp ứng được cái nhu cầu của chất xơ của mỗi người hàng ngày. Trong phần thi này của anh chị thì chúng ta đã lựa chọn, hoàn thành được lựa chọn 5 loại thực phẩm, thì trong đó chúng ta đã xếp được đúng 4 loại thực phẩm. Vâng. Dạ, cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Thế là 4 món đúng thì chị Dân đã đem về cho gia đình mình 400 điểm. Chúc mừng chị Dân. Vâng, 400 điểm nhưng chưa hết, bởi vì anh chị còn có cơ hội nhận thêm 300 điểm nữa nếu như phần thi của gia đình mình nhanh hơn so với phần thi của gia đình cháu Cherry. Thời gian của hai anh chị là 3 phút 20 giây.
3 phút 20 giây. Gia đình nhà Cherry chỉ có 2 phút 35 giây mà thôi. Như vậy là 300 điểm dành cho gia đình nhanh hơn đã thuộc về gia đình cháu Cherry. Xin được chúc mừng. Và chúng ta vừa vượt qua phần thi thứ hai. Trước mắt sẽ là phần thi thứ ba và phần thi thứ tư liên quan tới nhau. Mẹ nấu ngon, chinh phục con và chấm nếm. Mẹ nấu ngon, chinh phục con. Trong 5 nguyên liệu bé chọn ở vòng 2, mẹ sẽ bốc thăm một loại nguyên liệu và có 45 phút để chinh phục bé với một món ăn ngon và dinh dưỡng được chế biến từ nguyên liệu này. Các đầu bếp và chuyên gia sẽ tư vấn cho mẹ cách nấu và nêm nếm để món ăn phù hợp nhất với khẩu vị, sở thích và nhu cầu dinh dưỡng của bé. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với phần thi mẹ nấu ngon, chinh phục con. Và trước hết là hai mẹ sẽ phải bốc thăm và xem nguyên liệu nấu ăn của mình là gì. Và đây đều là những nguyên liệu mà con và bố đã mang về cho mẹ ở phần trước. Và khi mẹ bốc vào nguyên liệu nào thì mẹ sẽ phải nấu món ăn có nguyên liệu đó để chinh phục con của mình. Và xin được mời chị Dần trước ạ. Dạ, đó là tôm. Tôm, vậy thì bây giờ đến lượt mẹ của Cherry, chị Phú. Đó chính là nghệ. Và tôi muốn hỏi mẹ của Cherry là với nghệ thì chị định trong đầu chị lóe lên ngay lúc này, đó là món ăn gì ạ? Chắc là chị làm món cá lóc kho nghệ đi. Cá lóc kho nghệ. Chị Dân ơi, vậy còn chị sẽ làm gì với tôm đây? Chị sẽ chiên giòn. Chiên giòn. Chiên giòn. Và để cho hai món của hai chị có thể ngon hơn này, thì ngay sau đây thì Thành Trung và Diệu Nhi sẽ phải mời ban giám khảo đến để nói chuyện và tư vấn cho hai chị. Chào chị Dân, lúc nãy chị bắt thăm được cái tôm, thì chị dự định làm món gì cho cháu? Tôi có nghe nói là chị định làm tôm hấp hay là tôm chiên giòn, đúng không? Thì tôm hấp thì con gái cũng thích ăn, nhưng mà chắc chắn là con gái sẽ thích ăn món chiên giòn hơn ạ. Không phải là con gái thích ăn món chiên giòn mà tất cả các bé nhỏ đều ăn thích ăn những cái món mà chiên nè. Chứ không bao giờ mà thích ăn những cái món nào mà nó bình thường quá, ví dụ như hấp, luộc là mấy bé rất là không thích ăn. Nhưng mà trong cái chủ đề của chúng ta nên nhớ ngày hôm nay là món ăn tốt cho tiêu hóa. Do đó thì chúng ta phải xem xét lại làm món nào mà kết hợp vừa để tạo cho bé thích ăn, bé ăn được nhiều. Và bên cạnh đó là phải tốt cho tiêu hóa. Do đó nếu mà chế biến cái món chiên giòn thì tôi e là không có hợp cho cái chủ đề này. Tôi nghĩ rằng nếu mà chị có thể được thì làm một cái món gỏi tôm thì nó sẽ là một cái món rất là vừa dễ tiêu hóa, bởi vì nó sẽ là làm gỏi nó tươi cho nên bao giờ cũng giữ lại các cái vitamin và chất khoáng nhiều nhất, thì sẽ giúp cho cái quá trình tiêu hóa được tốt hơn. Và cái nguyên tắc của chúng ta nữa đó là phải kết hợp nhiều cái nguyên liệu lại với nhau nữa. Ngoài cái việc là tốt cho sức khỏe của bé thì chúng ta phải kết hợp nhiều nguyên liệu mà thành phần chủ yếu là tôm. Thì bây giờ không biết là chị Dần có đổi ý chuyển qua cái món khác cho bé không? Chơi luôn là món món gỏi đi. Ở miền Bắc là món nộm, nhưng mà vào Sài Gòn lại nói giọng Sài Gòn, món gỏi. Rồi, chúc chị thành công nhé. Xin chào chị Phú. Trong cái phần lựa chọn thực phẩm vừa rồi thì anh chị đã lựa chọn cùng với cháu thì đã lựa chọn là cá lóc này, thịt dọi này, rồi củ gừng, củ nghệ và cả rau mùi nữa. Với cái củ nghệ này không biết là chị sẽ định làm món gì ạ? Dạ, bữa nay em sẽ chế biến cái món cá kho nghệ cho bé. Chắc là cái món cá kho nghệ là món bé vẫn thường ăn ở nhà đúng không chị? Dạ đúng rồi. Thế vậy thì chị sẽ lựa chọn món cá kho nghệ. Thế còn không biết là để mà chuẩn bị món này thì chị còn cần hỗ trợ những cái thực phẩm gì nữa không? Bây giờ mình đã có nghệ rồi thì mình cần thêm cá nè, rồi tiêu, rồi củ hành tím để mà mình ướp cho cái gia vị nó thơm. Ở nhà mình nấu ăn thường thì mình cũng có thể làm nhiều món ăn. Ví dụ như nhiều loại cá thịt mà nãy chị nói kho nghệ thì chúng ta cũng có thể nấu canh riêu. Ví dụ ở miền Bắc là nấu canh riêu cá chép thì chúng ta cũng có thể xài nghệ để tăng thêm cái màu sắc cho nó đẹp. Cá kho nghệ thì nó cũng hợp với chủ đề, có nghĩa là ăn cũng dễ tiêu hóa. Nhưng cá kho nghệ không thì nó đơn điệu quá. Do đó theo tư vấn của ban giám khảo là ngoài việc cá kho nghệ thì chị nên lựa thêm một số rau củ quả để chúng ta có thể luộc để chấm kèm với cái cá. Thì cái rau củ quả này nó phải nhiều màu sắc, vừa đẹp nè, vừa hợp với tiêu chí là món ăn nó tốt cho sức khỏe, nó dễ tiêu hóa. Cảm ơn ban giám khảo. Và xin chúc hai mẹ có phần thi tuyệt vời.
Vậy là hai mẹ đã được chuyên gia tư vấn rồi. Và đương nhiên là hai mẹ sẽ còn cần thêm nhiều những nguyên liệu nữa. Vì vậy các chị có 2 phút để đi chợ lấy thêm nguyên liệu nấu những món mà mình đã định. Xin mời. Năm phút dành cho hai chị. Bắt đầu. Rồi, công việc tới đâu rồi? Nãy giờ ngồi ở dưới thấy chị Dần làm rất là khí thế. Nhưng mà rang đầu phòng có vẻ là lửa hơi lớn đó nha. Dạ. Giảm nhỏ lửa không, một chút xíu. Không, xong rồi mà. Ừ. Đã vụn xong rồi. Bởi rang đầu phòng mà nếu mà lửa lớn quá ở ngoài nó khét một chút xíu là ở phía trong nó sẽ bị mềm. Nó dạ. Không có giòn. Ha. Và luộc cái thịt này thì chúng ta nên luộc từ nước nguội. Sau đó luộc xong phải ngâm vào ngay cái nước lạnh để cho nó thịt nó mềm, nó trắng. Ha. Đồ chín, đồ sống mình cẩn thận. Ha. Cái này tôm đã luộc chín rồi thì mình không có để kế được. Nó sẽ bị nhiễm khuẩn. Nó rất là nguy hiểm cho cái món ăn của mình. Chị làm món nộm như thế này thì thực phẩm là ví dụ như cà rốt này, xoài này thì rất là tươi. Thì thường là nó vẫn còn nguyên các cái chất dinh dưỡng, đặc biệt là các cái vitamin. Đấy. Trong món này chúng ta còn có thêm cả lạc, đấy là một cái nguồn thực phẩm giàu chất đạm thực vật. Tức là chị đã kết hợp rất là tốt giữa các cái nguồn cung cấp chất đạm khác nhau, vừa là chất đạm động vật và vừa cả chất đạm thực vật, thì chắc chắn sẽ làm cho bữa ăn của mình có một sự phối kết hợp giữa các chất dinh dưỡng rất là tốt. Rau luộc rồi nhưng mà chưa kho cá. Làm gấp quá. Không được. Quy trình mình phải xem xét lại nha. Có nghĩa là vừa ướp cá thì bên đây mình chuẩn bị cái rau. Khi mà ướp cá xong mình kho cái cá là lúc này là mình luộc rau bên đây. Là làm song song một lúc thì nó sẽ tốt. Dạ. Bây giờ mà mình luộc rau trước mình không có làm cái cá. Trong khi cái cá là phải chờ thời gian để kho để nó thấm. Ha. Do đó phải làm cái cá nhanh nhanh lên một chút xíu nữa. Nhưng mà cũng phải cẩn thận nha, coi chừng đứt tay đó. Dạ. Chúng ta nên xem cái những cái loại thực phẩm mà chúng ta luộc đó, nó có độ chín khác nhau. Dạ. Thì chúng ta phải bỏ vô cái thời điểm nó khác nhau. Ví dụ cà rốt phải bỏ vô trước nè. Dạ. Còn những cái thứ mềm như rau, bầu chúng ta sẽ bỏ vô sau. Và khi mà luộc thì nhớ là luộc vừa đủ độ chín tới để không có luộc lâu quá nó sẽ mất vitamin. Dạ. Có lẽ luộc rau xong một cái thì mình nên ăn ngay. Tức là sát cái giờ ăn chị hay luộc thì nó sẽ tốt hơn. Chúc chị thành công với món ăn của mình ngày hôm nay nhé. Dạ. Cảm ơn bạn giám khảo. Thời gian dành cho các mẹ sắp hết rồi. Nào, Diệu Nhi, em đếm đi. Dạ, 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Hết giờ. Bây giờ sẽ là phần tiếp theo, nếm chấm của các con và nhận xét từ phía giám khảo. Nếm chấm. Tôi biết bí mật của chương trình mang đến bất ngờ với một món ăn giống như của mẹ. Bé sẽ đi bịt mắt, nếm thử và chọn ra món ăn nào ngon hơn. Nếu món bé chọn là của mẹ, gia đình sẽ ghi được 400 điểm. Bây giờ tôi muốn hỏi chị Dần, phần thi cuối cùng rồi mà gia đình chị vẫn chưa đặt chiếc thìa may mắn. Chị có muốn đặt chiếc thìa may mắn ở phần này không? Nếu con chị nhận ra món của chị nấu thì số điểm sẽ được nhân đôi. Và ở phần này là 400 điểm, 400 điểm nhân đôi là 800 điểm. Hiện nay gia đình chị đang kém điểm so với gia đình của cháu Cherry.
Vì thế chị phải quyết thật nhanh. Thì chắc chắn là phải chọn chiếc thìa may mắn rồi. Phải chọn rồi. Mà bên kia là đặt thìa rồi nhưng mà là chưa thành công. Thế bên mình mà thành công là nắm rất nhiều lợi thế. Chắc chưa? Cũng chưa chắc mấy nhưng mà vẫn liều. Chưa chắc mấy nhưng vẫn liều. Hỏi thêm một câu nữa là chưa chắc mấy. Thế tóm lại câu cuối cùng có đặt không? Có. Rồi. Mong là gia đình chị sẽ được nhân đôi số điểm ở phần này. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến ngay với phần nếm chấm của các con dành cho hai món của mẹ. Xin mời. Bây giờ thì xin mời cô Diệu Nhi hãy đút cho Cherry ăn hai món. Một món của mẹ nấu và một món của đầu bếp chương trình nấu. Xem con thích món nào và có nhận ra món mẹ nấu hay không. Bây giờ đầu tiên là món thứ nhất nha. Dạ. Há miệng ra này con này. Con phải nhằm xương nhá. Có xương không? Dạ không. Ừ, đây là món thứ nhất nha. Con ăn xong con thấy sao nè? Món này ngon. Ngon không? Dạ ngon. Vị sao? Mặn, chua, ngọt, béo, nó sao? Không có gì hết. À, không có gì hết hả? Bây giờ con ăn món thứ hai nha. Đó, rồi con ăn vô con thấy cái vị sao? Dạ món ngon. Thứ hai đó. Dạ ngon. Bây giờ là món thứ nhất hay là món thứ hai ngon hơn nè? Dạ, món thứ nhất ngon hơn. Tại sao? Món này thường mẹ con thường hay nấu cho con ăn. Món nào là món của mẹ? Món thứ nhất. Rồi, món thứ nhất là món của mẹ. Bây giờ đến lượt bạn Huyền nhá. Ăn thêm, cắn thêm một miếng tôm nào. Cẩn thận. Cắn đi. Rồi. Ngon không con? Dạ có. Con thấy cái vị gì? Chua ngọt. Con thấy chua ngọt. Con có thấy vừa miệng không? Dạ có. Bây giờ sẽ là món thứ hai. Há miệng. Nữa con. Rồi. Theo con thì món thứ hai có vị gì? Không biết. Vị không biết luôn. Thế theo con thì món thứ nhất với món thứ hai món nào ngon hơn? Món thứ nhất. Món thứ nhất ngon hơn. Vậy thì theo con món nào là món của mẹ? Món thứ nhất. Món thứ nhất là món của mẹ. Như vậy là hai bạn đã đưa ra quyết định món nào ngon hơn và món nào là món của mẹ nấu. Trước khi đến với kết quả là các con có đúng hay không và gia đình của bạn Huyền có được nhân đôi số điểm ở phần này hay không, chúng ta sẽ cùng đến với nhận xét từ phía ban giám khảo dành cho hai món của hai mẹ. Hạt nêm Knorr cho món ăn đậm vị ngọt, chọn vị ngon. Trước hết thì tôi có nhận xét đánh giá về cái món ăn của chị Dần, gọi là gỏi tôm ạ. Thì trước hết đứng về mùi vị ở đây thì khi nếm thì tôi thấy cũng đã nổi lên cái mùi của mùi nộm mà ngoài Bắc hay gọi là nộm và trong Nam hay gọi là gỏi đấy ạ. Nó rất là rõ cái hương thơm của lạc, của thịt luộc. Nhưng mà chưa được nổi trội lắm cái vị của vị chua ở trong cái món nộm. Về mặt cung cấp các cái chất dinh dưỡng thì món nộm này đã cung cấp là đủ các cái chất đạm. Ví dụ như ở đây có cả chất đạm động vật, có cả chất đạm thực vật. Chất đạm động vật ấy là đến từ tôm, đến từ thịt. Và chất đạm thực vật ấy được đến từ lạc, là một cái sự phối trộn rất là hài hòa và rất hợp lý về mặt dinh dưỡng. Và đối với về kỹ năng chế biến thì kỹ năng nấu tôi thấy chị Dần nấu rất là nhanh, tay thoăn thoắt ra. Và cái sự phối hợp của món ăn ở đây kết hợp hài hòa giữa thức ăn động vật, thức ăn thực vật. Một món ăn không ra nhiệt thì nó sẽ đảm bảo về mặt các cái chất dinh dưỡng khá là hợp lý. Và nhất là trong mùa hè nóng bức như thế này thì đây là một món ăn rất là ngon. Hy vọng rằng là con chị sẽ chọn đúng món mẹ nấu. Đối với gia đình thứ hai là gia đình chị Phú. Đây tôi thấy chị lựa chọn cái món cá là một cái thực phẩm rất là tốt cho sức khỏe. Mặc dù là chế biến nó cũng mất công hơn và đặc biệt là khá là vất vả đối với một người đang có thai như là chị Phú. Và đối với cái góc cạnh dinh dưỡng ở đây thì nó không chỉ hợp lý về cái chỗ mà mình đã sử dụng cá thì chị còn lựa chọn một cái món rất là hợp với nó, đó là một cái món rau luộc. Và trong món rau luộc này thì cũng đảm bảo cái tính đa dạng
của thực phẩm, như là bao gồm có cả cà rốt, bao gồm có cả bầu và bao gồm có cả màu xanh của rau muống, thì chắc chắn sẽ tạo một cái món ăn khá là hợp khẩu vị. Và xin cảm ơn chị và anh đã đi chợ. Vâng. Đầu tiên là gia đình mẹ Dần nấu cho bé Khánh Huyền. Trước hết thì cho phép nói là sự thật mất lòng. Khi nghe xong thì chúng ta rút kinh nghiệm để lần sau chúng ta làm cho tốt hơn. Chắc có lẽ là sợ tốn thời gian, làm cho nó nhanh. Do đó trong lúc làm thì hơi bày một chút xíu. Không biết đồ ăn ngon hay dở, nhưng mà nếu mà thấy dơ quá là người ta ngại, người ta không dám ăn. Do đó sau này chúng ta rút kinh nghiệm, làm tới đâu sạch sẽ tới đó. Thùng rác để kế bên, đồ sống riêng, đồ chín riêng. Đó là những cái mà chị nên khắc phục cái hạn chế của mình. Nhưng bù lại, chị có một cái khả năng nấu nướng rất là tuyệt vời. Cái màu sắc phối hợp vào cái món ăn cũng rất là tốt. Nhưng cũng có một chút xíu nữa cần góp ý thêm. Đó là ví dụ như cái dĩa này thì hơi nhỏ so với cái bông. Tiếp theo là cái cà chua này, chúng ta có thể cho nửa lát cà chua. Tiếp theo là dưa leo, thì nó sẽ ra màu đỏ, màu xanh, màu đỏ, màu xanh. Thì nó sẽ làm cho cái dĩa đồ ăn chúng ta bật lên cái nét trang trí hơn nữa. Còn cái vị thì tôi xác nhận cái vị của chị vừa ăn ngon, chỉ có một chút xíu chua chua hơn nữa thì sẽ tuyệt vời hơn. Theo tôi là như vậy. Chúc mừng gia đình chị. Gia đình thứ hai của chị Phú nấu cho bé Cherry. Cái cách sắp xếp chúng ta cho nó hợp lý thì sẽ có một bữa cơm nhanh, gọn lẹ mà ngon nữa. Đó là nên ướp cá trước cho cá thấm thì chút xíu mình kho nó sẽ ngon hơn. Và lúc ướp cá thì mình có thể mình chuyển qua mình sơ chế rau. Nếu được thì chúng ta sẽ trang trí ở trên một ít ngò rí, miền Bắc gọi là rau mùi đó, để cho nó có màu xanh. Ở đây cái màu thì có màu vàng nghệ rồi, nhưng mà thiếu cái sự nổi bật, giống như cái dĩa này nó lại thiếu màu xanh, thì bên đây nó cũng thiếu cái màu của cái ngò rí để trang trí lên cho nó đẹp. Thành phần thì tôi hoàn toàn đồng ý với cô Mai là có đầy đủ thành phần. Bởi vì ngoài cái cá ra chúng ta còn có cái rau, một dĩa rau rất nhiều màu sắc khác nhau. Thì đây cũng là cái lợi thế để giúp cho bé ăn dễ tiêu hóa hơn. Chúc mừng gia đình chị đã hoàn tất cái món ăn này. Xin cảm ơn hai vị ban giám khảo rất là nhiều. Và bây giờ là đến phút giây quan trọng nhất, phút giây công bố gia đình chiến thắng trong ngày hôm nay. Trước khi công bố gia đình nào chiến thắng thì Thành Trung xin được chia sẻ một thông tin. Đó chính là ở gia đình chị Dần thì cháu Huyền đã không nhận ra món của mẹ mình nấu và đã nói rằng món thứ nhất là món ngon hơn và đó cũng là món của đầu bếp chương trình. Và ở phần này thì chị Dần đã đặt chiếc thìa may mắn, vì vậy mà số điểm sẽ bị chia đôi. Thế còn Diệu Nhi, bên phía gia đình của cháu Cherry thì sao? Dạ, cháu Cherry rất là sành ăn thưa anh, cho nên là vừa thử ngay hai món là biết ngay liền món đầu tiên là món của mẹ và cháu đã đoán chính xác. Cháu rất sành ăn, dạ. Nên là cả hai món hỏi cháu là thấy vị gì không, cháu bảo không. Dạ. Cháu sành là vị nào cũng giống như vị nào, nhưng được cái là cháu đoán đúng vị của mẹ nấu. Dạ. Chú Thành Trung sẽ mời hai mẹ lại gần đây để công bố kết quả cuối cùng. Xin mời mẹ của Cherry, xin mời mẹ của Huyền, xin phép bố của Cherry chú cầm tay mẹ Phú nha. tự nhiên bố Hiếu chú cầm tay mẹ Dần nha. Dạ. Úi giời ơi, bây giờ sẽ là kết quả cuối cùng của chương trình. Gia đình chiến thắng đó chính là gia đình của cháu Cherry. Phần thưởng dành cho gia đình chiến thắng 10 triệu đồng tiền mặt, một bộ nồi của chương trình, 1 năm sử dụng hạt nêm Knorr miễn phí. Con gái có muốn cầm cái cúp này không? Thế bây giờ con cầm cúp này con đưa cho mẹ nhé, bởi vì cúp này là cúp mẹ đảm đang, là của mẹ đấy. Và xin được chúc mừng. Phần thưởng dành cho gia đình của bé Huyền 3 triệu đồng tiền mặt, 1 bộ nồi và 1 năm sử dụng hạt nêm Knorr miễn phí. Và với số điểm là 2.950 điểm thì gia đình của bé Cherry đã giành chiến thắng trong chương trình ngày hôm nay. Còn với số điểm là 2.400 điểm thì chị Dần, anh Hiếu và bé Huyền đã giành giải nhì. Dĩ nhiên xin được cảm ơn quý khán giả đã luôn ủng hộ và theo dõi chương trình Cơm Ngon Con Khỏe. Chương trình của chúng tôi được đồng hành bởi nhãn hàng hạt nêm Knorr và được sản xuất bởi công ty TV Hub. Và hãy nhớ khung phát sóng của chúng tôi vào lúc 19 giờ chủ nhật hàng tuần và được phát lại vào lúc
10 giờ thứ năm và 14 giờ thứ bảy hàng tuần. Còn bây giờ xin chào và gặp lại trong chương trình tuần sau.